mà đến hiện trường nhìn thấy người em bị thương, đúng là nhỏ nhất trong những người mà tôi đã thương. Em chờ em xa xa thật khi nhất được có gì nha. Anh nhìn mà chưa cho ai biết, anh biết mấy em em đã thấy mất anh. Gino có một cái câu rất là tâm đắc: em quyết phải làm cho bằng được, khó khăn cỡ nào em phải quyết làm cho bằng được. Thì đây là một cái mà Thanh cảm thấy là Thanh cảm thấy là may mắn khi mà bạn chọn Thanh để được đồng hành với Gino trong cái dự án này. Một lần nữa là xin cảm ơn tất cả ekip đã cùng Thanh, và xin cảm ơn Gino đã tin tưởng chị để chị có thể làm dự án này cùng em. Và đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến vợ của em, là nhà đầu tư chính của em. Chọn quyết định là ngừng lại ở phần chính đó rồi, nhưng mà mỗi ngày em đều có cái sự thao thức để làm phần 10. Mỗi ngày em lên mạng em đọc những comment, những tin nhắn của các bạn đều nói là anh ơi phần 10 đâu rồi, sao anh không làm phần 10 nữa. Thì em có chia sẻ được đó với bà xã của em, thì bà xã em động viên em và nói cố gắng lên. Nói chung là giờ mình không làm được thì từ từ mình sẽ làm được thôi. Mình hai vợ chồng cứ cố gắng hàng ngày rồi mình sẽ thành công. Và như thế vợ em live stream mình tính chắc cũng cỡ 8.000 buổi live stream cán son thì mới có được bộ phim ngày hôm nay. Nên từ bữa đó thì em cảm ơn vợ em rất nhiều. Vợ ơi, ủa vợ em đâu rồi? Dạ, và ngay bây giờ xin được mời diễn viên Kim Chi cùng với hai bé yêu của chúng ta là Wendy và Danny. À, hai bé cũng đã đến từ rất là sớm để động viên tinh thần ba mẹ. Và Kim Chi thân mến, Kim Chi hãy gửi một lời chào đến tất cả quý vị cũng như là có những chia sẻ với Gino Tống không ạ? Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Chi gửi lời chào đến quý anh chị em báo chí cũng như là các anh chị em có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, trong buổi review phim Học Đường Nổi Loạn phần 10 ạ. Dạ, giờ mình chia sẻ gì ta, tự nhiên run quá. Tiếp cái dòng cảm xúc của Gino, em có muốn chia sẻ gì đối với tất cả mọi người khi mà mình đứng tại buổi ra mắt ngày hôm nay không ạ? Thật sự thì khi mà đứng đây thì cũng khá là hồi hộp á anh chị em mình ơi. Tại vì sau 5 năm thì tụi em cũng mới quay trở lại, nên là có rất là nhiều cảm xúc, nó không có giống như 9 phần trước. Mà phần 10 này là nó đã kỷ niệm 10 năm của Học Đường Nổi Loạn rồi. Nên là một phần thì tụi em cũng hơi có tuổi á cả nhà, cho nên là khi mà quay trở lại nó cũng khá là nhiều áp lực. Không biết là mình diễn xuất có hay không, hay là cái tạo hình của mình nó còn có phù hợp với học sinh và được khán giả đón nhận hay không. Cho nên là đây cũng là một cái áp lực rất là lớn. Không phải là 9 phần kia thành công thì phần 10 này nó có thể được như 9 phần trước. Cho nên đó là khi mà quyết định làm á, thì cái tâm thế của hai đứa tụi em vẫn chỉ là làm sao để có thể mang đến một cái phần 10 thật là dễ thương, thật là thanh xuân và tri ân cho các bạn fan trong theo dõi trong 10 năm qua. Và một lần nữa rất là biết ơn các bạn fan của phim cấp 3 Học Đường Nổi Loạn thật đã theo dõi Gino Tống cũng như là ủng hộ các bạn diễn viên trong series phim cấp 3. Cảm ơn những chia sẻ của Kim Chi và Gino Tống rất là nhiều, và một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho đôi vợ chồng rất là đáng yêu của chúng ta được không ạ? Và quý vị thân mến, để có thể có được một dự án thành công thì chúng tôi xin được tri ân rất là nhiều các đơn vị tài trợ đồng hành cùng với các anh chị em nghệ sĩ đã từ Gino Tống cùng Kim Chi. Và quý vị thân mến, vì lịch trình cá nhân nên một số khách mời đặc biệt của chúng ta không thể có mặt tại buổi ra mắt ngày hôm nay, thì Gino Tống cùng Kim Chi và ekip sẽ trân trọng gửi những món quà và bó hoa tươi thắm đến tận tay cho tất cả quý vị.
Anh đi dây quá. Anh tặng em bó bông này là cảm ơn em đã đồng hành cùng anh trong suốt khoảng thời gian qua. Cho dù có khó khăn vất vả, cho dù cho hai vợ chồng mình có như thế nào, thì em vẫn luôn bên cạnh anh, em vẫn luôn ở phía sau anh, động viên anh để giúp anh có thể vượt qua được mọi chuyện và giúp hai vợ chồng mình có thể đi được đến ngày hôm nay. Cảm ơn em rất nhiều. Vậy. Wow. Chúng ta coi vào trong tay lớn hơn nữa để cảm ơn Gino Tống và Kim Chi được không ạ? Rất là đáng yêu. Dạ, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúng tôi sẽ còn gặp lại hai bạn ở những giây phút tiếp theo. Gino Tống, Khánh Vũ cùng đạo diễn Giang Thanh ạ. Mọi người thấy Giang học sinh của trường Thiên Phong của chúng ta như thế nào ạ? Vẫn rất là trẻ trung, vẫn rất là năng lượng đúng không ạ? Và xin được mời các học sinh của trường Thiên Phong, chúng ta hãy cùng dành một lời chào đến tất cả mọi người được không ạ? Chào tất cả mọi người, chào mọi người, em tên là Jenny và thường thì mọi người biết tới tên em là Trang Muốn Xuất Không nhiều hơn. Tên thật của em là Trang, em sinh năm 2K3 và em là học sinh của trường Thiên Phong lớp 12A3 năm nay. Học sinh mới tên là Võ Ánh Dương, mong mọi người sẽ ủng hộ Võ Ánh Dương thật là nhiều nha. Dạ, xin chào mọi người, em là Lục Anh. Thì mọi người đều biết tên em qua vai là lớp trưởng của phim cấp 3. Thì lần này em cũng có dịp được một cơ hội quay trở lại với phim cấp 3. Mong là mọi người sẽ ủng hộ em cũng như là ủng hộ cả ekip của phim cấp 3 Học Đường Nổi Loạn phần 10. Ủa, em có nên giới thiệu không ta? Sao thấy em giới thiệu nãy giờ quá trời rồi. Em nói về nhân vật của em trong phim đi. Dạ rồi, xin chào cả nhà. Thì em tên là Kim Chi và em sẽ đóng vai Lan Chi trong phim cấp 3 Học Đường Nổi Loạn phần 10. Thì phần này thì em cũng không có nổi loạn gì nhiều. Anh chị em mình cứ vô xem đi, sẽ thấy có những câu thoại em sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều. Ví dụ, Khánh đừng đánh nhau, Khánh đừng đánh nhau. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ em. Chắc chắn là mọi người sẽ ủng hộ em rồi. Một nhân vật cũng hình như là diễn viên mới của series đúng không ạ? Mới. Dạ, chào mọi người, em là Gino Tống và em tham gia với cái vai Minh Khánh trong phim Học Đường Nổi Loạn. Em đã tham gia được 9 phần rồi, nay là phần 10. Mong mọi người sẽ ủng hộ. Dạ, chắc là em xin được cảm ơn tất cả các anh chị khách mời, các anh chị báo chí đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là một cái buổi sáng rất là sớm nhưng mà mọi người vẫn sắp xếp để có mặt ở đây. Em xin thay mặt tất cả các bạn học sinh trường Thiên Phong lớp 12A3 cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Dạ, và xin được chào đạo diễn Giang Thanh một lần nữa. Đạo diễn Giang Thanh có thể chia sẻ về một kỷ niệm mà đáng nhớ nhất trong quá trình mà chúng ta thực hiện phần. Thật sự ra có thể đến thời điểm này là đây là cái web drama đầu tiên được sử dụng cái kỹ thuật câu dây để đánh nhau. Thì không biết cảm xúc như thế nào nhưng mà khi mà Thanh thấy Gino với lại Dương Khánh Vũ ở ngoài mà té lên té xuống khoảng 10 lần để quay cái scene này, mặc dù là có bảo hộ hết nhưng mà anh cảm thấy là thành khôn nữa, và thành khôn lúc đó là bị rách cái tay. Thì đây là một trong những cái cảm xúc mà tại phim trường, tại cái set quay mà anh cảm thấy là anh nhớ nhất, tại vì đây là một trong những cái mà thấy được cái sự nỗ lực của các bạn sau 5 năm quay trở lại, của ba bạn nam nói riêng và 6 bạn nói chung. Và anh cảm thấy đó là một cái công sức, và khi mà cái thật sự ra cái set, cái scene đó là sẽ không có câu dây, nhưng mà khi mà Gino đi tập với đạo diễn Hành Động là Gino là người đầu tiên và người chủ động nói Thanh là chị ơi em muốn cái cảnh đó, muốn được đu dây, nó là đu dây rất là cực nha. Nhưng mà Gino nói là vẫn là câu nãy Thanh nói là chị khó là em vẫn muốn làm. Thì đây là một trong những cái set mà Thanh cảm thấy là ấn tượng nhất, và cái set đó thật sự rất rất là nặng. Nếu mà với một cái đạo diễn Hành Động là một cái diễn viên có thể hồi xưa giờ đánh tắm nhiều chuyên nghiệp thì nó dễ, nhưng mà đối với lại Gino với lại Dương Anh Vũ thì thật sự ra là cái thể lực là quan trọng, nhưng mà
khi mà thấy bạn mệt nhưng mà bạn vẫn cố gắng thì đây là một cái ekip nhìn ở trong đó, rất là thương, và ekip cùng nhau đồng lòng nói là phải quyết tâm quay cái phim này cho đẹp để cho Gino có một sản phẩm. Thì chưa biết là ra như thế nào, nhưng mà Gino và sáu bạn, năm bạn còn lại phải hài lòng trước cái đã. Đó là một cái mục tiêu mà cổ Thanh cũng như là ekip đặt ra. Cho nên Thanh xin cảm ơn. Khi em đi phim Học Đường Nổi Loạn có quá nhiều kỷ niệm luôn á. 10 giây thôi được không em? 10, 9. Có kỷ niệm là hay đi kiếm chân đi. Kỷ niệm là hay đi kiếm chân đi lắm. Cuối cùng chân đi là người ra cuối cùng, nhưng mà tại vì là lúc nào cũng phải đi kiếm chân đi cho nên kỷ niệm nhớ nhất. Mà sao mọi người phải đi kiếm em? Em là một gái bí ẩn. Đó có phải là tính cách của em ở trong Học Đường Nổi Loạn lần này luôn không? Dạ cũng đúng đó. Thực ra thì chắc là em được công khai đúng không? Được em. Em là một cô gái khá là hồn nhiên, vô tư và cũng là một tiểu tam. Mà Jenny chưa gì đã spoil một trong những tình tiết rất là gây cấn ở trong Học Đường Nổi Loạn rồi đúng không ạ? Được rồi em, mình được rồi. Anh nghĩ là chi tiết đó là đủ rồi. Đó Jenny. Đúng rồi. Vũ ơi, em có kỷ niệm gì sâu sắc không em? Sâu sắc nhất là chắc là cái có một cái cảnh rất là lớn cuối phim. Cái cảnh đó cũng 80-100 người gì đó. Mà cái cảnh đó hôm đó em với Nô quay là hai người bị tụt canxi luôn. Chắc là do cái tuổi già sức yếu. Nhưng mà rất là may bên cạnh em với Nô có những có anh em ekip. Ngoài anh em ekip thì họ đối xử với tụi em giống như là một gia đình vậy đó. Lúc đó ai cũng quay quần lại để chăm sóc cho hai đứa em. Vì vậy là đó là cái động lực rất là lớn để cho tụi em cố gắng và hoàn thành được cái cảnh quay đó. Và khi mọi người xem nhớ ủng hộ cho cảnh đó nha. Chắc chắn là mọi người sẽ ủng hộ rồi. Dạ, em ơi chị ạ. Phần quà này đảm bảo sẽ chấn động luôn. 1, 2, 3. Là một chiếc giấy khen khổng lồ hả? Tập thể lớp 12A3 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào làm phim Học Đường. Có chào bắt tay cho lớp 12A3 được không ạ? Xin được cảm ơn các diễn viên rất là nhiều. Xin được cảm ơn đạo diễn Giang Thanh cùng với DOP Answer Movie. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một món quà bất ngờ tiếp theo nữa. Hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều những món quà bất ngờ. Hey, 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 hey
Bây giờ em hô mọi người Nhất Quỷ Nhì Ma, mọi người hô thứ ba học trò được không ạ? Nhất Quỷ Nhì Ma, thứ ba học trò. Nhất Quỷ Nhì Ma, thứ ba học trò. Yeah. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mọi người có tay lớn nữa để cảm mọi người cùng nhau hô học đường nổi loạn và yeah một cái nữa nha. Okay. Dạ khán quay sẵn sàng chưa hả? Chụp trước ạ. Mình pose một cái dáng nổi loạn nhất nữa mọi người, nổi loạn nhất đi ạ. Dạ. 2, 3. Rồi máy quay nha mọi người. Dạ rồi, bây giờ mình nhìn máy quay cùng nhau học đường nổi loạn và gieo cái nha cả nhà. Mọi người sẵn sàng chưa hả? 1, 2, 3. Học đường nổi loạn, yeah! Xin được cảm ơn mọi người rất nhiều và quý vị thân mến, ngay sau đây thì xin được mời toàn thể quý vị khách quý, anh chị em nghệ sĩ, các anh chị em phóng viên báo đài sẽ cùng di chuyển vào rạp để chúng ta có thể xem tập đầu